của ông cha mù. Khi ăn tối, cha thấy chăm vườn cho nhà giàu kiếm được rất nhiều tiền. Mai Ali lại nghỉ, vì vậy quyết định đưa Ali đi để thử vận may. Nhưng đến thành phố thì phát hiện không dễ như thế. Ali và cha của đi gõ cửa từng nhà nhưng bị từ chối liên tục. Hai cha con thấy rất lạc lõng và chuẩn bị về, nhưng nghe thấy tiếng ai đó gọi họ. Có một ông già nhờ người phun thuốc trừ sâu giúp. Ali còn phải chơi với cháu ông ta. Ở đây có tất cả các loại đồ chơi, xích đu, bập bênh, những thứ Ali chưa thấy bao giờ. Khi chơi cùng Ali, cậu bé kia đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và cha Ali cũng làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Cuối cùng, họ được trả một khoản hậu hĩnh. Trên đường trở về, hai cha con thấy thật vui. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền nhanh chóng, có thể mua tivi, tủ lạnh, máy giặt. Nhưng Ali chỉ quan tâm đến một vấn đề: có thể mua một đôi giày mới cho em gái không? Cha cậu đồng ý, nhưng sau đó họ xuống dốc, phanh xe lại hư. Cha dừng lại, ngồi chặt và giữ chặt nhé, phanh xe đạp đã bị hư. Chiếc xe lao xuống thật nhanh, Ali sợ hãi nhắm mắt lại. Cha cố gắng phanh bằng chân, nhưng do quá nhanh nên không có tác dụng. Ưng và chiếc xe bị hỏng, họ chỉ có thể thuê ô tô đưa về nhà. Số tiền kiếm được cũng hết, mọi ước vọng đều tan tành. Về đến nhà, mẹ nói với cha rằng chủ nhà lại đến giục tiền thuê nhà. Ali đã rất buồn khi nghe điều này, cậu cũng không đề cập đến chuyện mua giày cho em nữa. Tuy nhiên một ngày nọ, trường dán một thông báo, đã làm thay đổi tất cả, sắp có một cuộc thi chạy marathon, giải ba là một đôi giày thể thao. Sau khi Ali nhìn thấy nó, cậu liền đi đăng ký. Nhưng giáo viên nói rằng đăng ký đã dừng rồi, vì trước đó khi giáo viên thông báo, Ali không biết giải thưởng là gì, nên đã từ chối. Ali đã khóc và cầu xin giáo viên cho mình tham gia, còn nói mình sẽ thắng. Giáo viên cũng mủi lòng, vì vậy quyết định cho Ali chạy thử. Dựa vào kinh nghiệm chạy nhiều năm, Ali đã nhận được sự ủng hộ của giáo viên. Ali chạy về nhà, báo tin cho em gái. Nếu anh lấy được giải ba, thì sẽ tặng giày cho em nhé. Nhưng đó là giày nam, anh có thể nói họ đổi thành giày nữ. Nếu anh không đạt được giải ba thì sao? Anh sẽ làm được. Khi nhận được lời hứa từ anh, em gái Ali cuối cùng cũng mỉm cười hạnh phúc. Vào ngày thi, trẻ em thành phố đều tụ họp, tay của họ đều tốt hơn của Ali. Nhưng Ali không lùi bước, cậu chỉ có một mục tiêu, đó là giành được giải ba. Sau một tiếng súng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Vô số trẻ em lao về phía trước, 5 km với trẻ em mà nói, giống như một cuộc chạy marathon vậy. Ali chạy với tiết tấu của riêng mình, mồ hôi của cậu cứ tuôn ra. Khi đi được nửa chặng đua, tất cả người tham gia đều kiệt sức. Ali cũng không ngoại lệ, bước chân của Ali ngày càng nặng nề, hình bóng em gái đang chạy hiện lên trong tâm trí Ali. Cậu đã hứa với em là sẽ đạt giải ba, vì tình yêu và lời hứa, cơ thể nhỏ bé của Ali lại bùng phát một nguồn năng lượng. Cậu vượt nhiều đứa trẻ khác, nhưng khi dẫn đầu cậu lại sợ, nhanh chóng giảm tốc độ, giữ mình ở vị trí thứ ba. Lúc này cậu bé thứ tư lại đẩy Ali đi, Ali ngã xuống đất, chóng và tiếp tục chạy. 70 mét cuối cùng, mọi người đều chạy nước rút, tất cả tụ tập lại với nhau. Ali không thể quan tâm đến chuyện mình đang thứ mấy, Ali chỉ có thể cố gắng hết sức. Những đứa trẻ gục ngã vì kiệt sức, giáo viên chạy đến và hôn Ali. Ali liền hỏi, con đạt giải ba đúng không? Nhưng giáo viên lại nói, con là quán quân. Sau đó ông nhấc Ali lên, mọi người cổ vũ cho cậu bé, mọi người tranh nhau chụp ảnh chung với nhà vô địch. Nhưng đôi mắt của Ali đẫm ướt, cậu chỉ muốn giải ba là đôi giày thôi. Khi về nhà, Ali không biết đối mặt với em thế nào. Em gái từ mắt Ali cũng hiểu được tất cả. Ali cởi đôi giày rách của mình, nhúng bàn chân phồng rộp vào hồ nước. Lúc này con cá vàng trong hồ từ từ tiến đến, như an ủi cậu cũng như chúc mừng Ali. Chúng ta không thấy được mặt của Ali trong cảnh đẹp như thế, có thể là cậu đang tự trách và thất vọng. Nhưng Ali không biết, lúc này trên xe đạp cũ của cha cậu đã có đôi giày mới cho cậu và em gái.